Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hiện tại thì cái máy farm sắt của mình nó hoạt động tương đối là ổn đó. Nó cho cũng được 3 stack máy, gần 4 stack sắt nè. Cái này mình chưa áp ca đủ lâu đâu, mà nó được vô đây sắt thì quá là tuyệt vời rồi. Giờ thì mình sẽ lên trên cất sắt này đi ha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành công chuyện... tình trèo cũng để gớt nữa. Mình sẽ tiến hành cái công chuyện trong ngày hôm nay là mình sẽ nâng cái dụng cụ mình lên thành những cái món đồ kim cương ha. Mình dùng đồ sắt này cũng khá là lâu rồi nên hôm nay phải lên đồ kim cương thôi, nhất là kiếm nè, nâng kiếm kim cương các thứ chiến đấu cho nó tốt ha. Và cũng như làm thêm một cây cúp nữa vì mình muốn có một cây cúp gia tài dành riêng cho cái công việc đi mai á đó. Nên hôm nay hy vọng là cái công chuyện enchant của mình nó sẽ thật là may mắn. Rồi giờ thì làm đồ kim cương trước cái đã. Mình sẽ lấy 3 viên làm cây cúp nè, 2 viên để làm một cây kiếm nè. Rồi rìu. Ok, rìu, một cây rìu kim cương luôn. Và cuối cùng là một cây xẻng để mình đào đất thật là nhanh ha. Đó, đó là toàn bộ dụng cụ và vũ khí mà mình cần phải làm rồi. Ờ, cung mình cũng có một cây dư đúng không? Hay là mình làm một cây cung mới luôn đi nhờ. Được á. Làm lần tốn có 3 chỉ thôi chứ nhiêu. Đây, có gì còn có vũ khí tấn công tầm xa đồ nữa. Hợp lý rồi, hợp lý rồi. Giờ thì đi qua bên cái chỗ nhà cường hóa để mình tiến hành. Mình cường hóa những cái món đồ vừa chế tạo lên thôi. Riêng cây cúp á, mình rất mong là có dòng gia tài nha. Để coi coi bây giờ mình enchant có được như ý muốn hay không. Chứ mấy bữa nay đi mai gặp kim cương á, mà đào một lần có một viên thì hơi buồn á. Một lần mà đào 2-3 viên nó mới thích cơ. Đấy, đấy là lúc mà dòng gia tài nó phát huy đó. Rồi, thử nào. Gia tài. Trời ơi, chậm hỏng. Đánh bật lùi. Chậm hỏng tiếp. Vẫn chưa có gia tài nha. Thử nha, bây giờ mình sẽ thử enchant cái cúp trước đi. Biết đâu vừa chậm hỏng nó lại cho thêm gia tài với hiệu suất thì sao. Ồ, nó cho hiệu suất à, không có gia tài. Nhưng mà với hiệu suất 4 này thì mình có thể ghép với cây cúp của mình để thành hiệu suất 5 á. Ok, như vậy thì mình sẽ dùng cây cúp mình một thời gian nữa đi rồi mình hẳn ghép nó lại sao ha. Giờ tới cây kiếm nè. Hại lò chân đốt. Bây giờ ra cái rìu gia tài, what the hell. Ok. Đùa hả? Bây giờ nó ra cái rìu gia tài. Khác gì tạt một gáo nước lạnh vô mặt mình đâu. Không được, không được. Bây giờ mình phải ngựa về nhà làm thêm một cây cúp kim cương nữa mới được. Cây thiệt chứ. Đúng kiểu nó trêu người mình luôn á. Giỡn gì không có vui gì trơn. Đây. Làm thêm một cây cúp nữa. Qua coi coi có lụm được cái dòng gia tài đó hay không nha. Bây giờ giá cây cúp mới này quan bển mà nó ra cái dòng cường hóa khác thì chắc... không biết nói từ gì diễn tả luôn á. Rồi, đi lên trên đó coi lại nào. Gia tài 3, gia tài 3, I'm coming. Hãy cho tôi gia tài 3. Thử nào, thử nào. Gia tài 3. Yes, được nha. Lẫm. Gia tài 3. Giờ thì mình có thể ghép lại hai cây này lại với nhau á, để thành một cây gia tài 3, hiệu suất 4 và chậm hỏng 3. Cũng hay, gì cũng hay á. Rồi giờ tới cây cung đi. Ủa gì tây, cây rìu. Rìu chầm hỏng nè. Sẻn chầm hỏng. Thôi mình nên ưu tiên cây rìu để mình chặt cây làm nhà, hợp lý á. Rồi có hiệu suất luôn, rìu hiệu suất tốt, tốt, tốt. Kiếm nhặt ba. Wow. Lụm. Nhặt ba là lụm liền, không nói nhiều. Sẻn. Ồ, sẻn mềm mại. Chầm hỏng hiệu suất 3 luôn. Rồi luôn, pha cường hóa này quá là lời rồi. Cung vô hạn. Mình thật là may mắn luôn á. Em chả toàn đồ xịn không hả. Kìa. Chiến này em chan quá là hên luôn. Được thiệt sự. Toàn là đồ tốt không à. Rồi với dụng cụ này thì chắc sắp tới mình sẽ làm việc rất là năng suất đây. Giờ thì chắc mình sẽ cất cái này vô. Mũi tên. Ok, mang 19 mũi chắc cũng không sao đâu. Thức ăn thì mình gần hết rồi. Để mình ra cái chỗ máy farm gà của mình. Mình lấy thức ăn á.
Rồi sau đó mình hẳn làm cái công chuyện trong ngày hôm nay. Một công chuyện không kém phần quan trọng. Đó chính là mình sẽ xây một cái gọi là trang trại ha. Mình muốn có một cái ngôi nhà để nuôi bò nè, rồi nuôi mấy cái con vật linh ta linh tinh. Bên cạnh đó, mình sẽ gán thuần phục một em ngựa để dắt vào cái trang trại nuôi luôn á. Đó là dự định của mình trong ngày hôm nay. Và cái trang trại này thì nên đặt gần nhà. Ở đây nó còn một mảnh đất rất là trống nè. Hay là mình làm một cái trang trại ngay đây luôn á. Vừa gần nhà mình mà gần cái ruộng lúa luôn. Kế cái chỗ farm gà luôn. Ui, hợp lý hợp lý. Quyết định vậy á, làm một cái trang trại ngay đây nè. Rồi giờ thì vô trong, chuẩn bị nguyên vật liệu và xây dựng cái trang trại thôi. Công việc đầu tiên là mình sẽ tiến hành san phẳng cái chỗ đất này ha. Tại vì có một cái hồ nước bé bé ở cạnh cái chỗ mình dự định xây nè. Thành ra phải ốp lại cho nó rộng hơn, rồi mình xây nó mới dễ được. Đó, ốp một xíu thì nó đã có được một chỗ tương đối rộng và bằng phẳng rồi. Giờ thì tới công đoạn xây những cái như là cây cột cho cái trang trại thôi. Đó, mình sẽ xây cột cao lên tầm 4-5 ô gì đó. Rồi sau đó ốp tường. Mà cái công đoạn ốp tường này là mới chẳng ai nè. Lúc đầu á là mình định ốp như vậy nè, thấy không? Ở dưới là đá, ở trên là gỗ. Một hồi cũng nghĩ lại, thôi ốp hết gỗ đi. Đó, các bạn tưởng vậy là xong đúng không? Nhưng mà chưa đâu, một xíu sẽ có sự thay đổi nữa đó. Rồi, giờ thì ốp tường xong rồi ha. Mình sẽ chuẩn bị tới cái công đoạn kiểu như là xây cái phần mái. Ở cái phần mái này thì mình sẽ xây bằng những cái đường cong á. Mình hình dung cái đường cong mà không biết sao xây một hồi coi kìa. Cái mái nó nhọn còn hơn hình mũi tên nữa. Thành thử phải trèo lên rồi sửa gấp gấp mới được. Đó, đập ra hết. Bó tay thiệt chứ. Đập riết riết rồi sửa lại ha. Xây sao cho nó hơi cong cong, nhìn nó mới giống cái nông trại được. Chứ xây mà nhọn hoắt là giống cái nhà rồi. Rồi đó đó đó, các bạn thấy mình đập chưa? Đập là chuẩn bị thay đổi vật liệu xây dựng nữa rồi đó. Mình quyết định là sang cái vùng đầm lầy á, để đào những cái cục đất sét á. Mà đất sét ở đây thì mình không dùng xẻng đào được đâu. Xẻng mình là xẻng mềm mại á, thành thử đào nó ra nguyên cái khối đất sét chứ không phải là những cái cục đất sét. Mình thì cần những cục đất sét cơ. Thế nó mới cỡ á. Thành thử ra là dùng tay đập cả đống đất sét về để kiểu như nung ra và làm những cái viên gạch ha. Đó là công đoạn mà mình cảm thấy rất là quải luôn, tại vì đào bằng tay nó rất là lâu á. Sau khi có được những khối đất sét thiệt là xịn sò con bò thì mình sẽ mang về nhà để ốp vào bên trong của cái trang trại ha. Đó, và lần này mình quyết định là thay đổi thành gạch luôn. Nhìn cho nó lạ lạ một xíu ha. Không biết là trong tương lai mình còn xây cái gì mà nó dùng gạch hay không, nhưng mà hiện tại thì cứ dùng gạch để ốp phần phía trên của cái trang trại cũng như là phần mái ha. Còn phần tường, cái đó vẫn chưa là cái cuối cùng đâu. Sau này mình còn đổi một lần nữa. Xây cũng cái trang trại ha, mà đổi kiểu như là ý định xây dựng đâu 4-5 lần luôn. Bó tay mình thiệt á. Nhưng mà nói chung thì xây một hồi thì cũng xong được cái sơ cái phần mái rồi ha. Đó, ở bên hông thì mình cũng làm một cái đường đi nhỏ nè, để mình dẫn tới những cái hướng khác, như là hướng này là dẫn tới cái chỗ farm gà nè. Đó, cho tiện lợi cho mình về sau khi mà di chuyển ha. Và trong lúc xây dựng á thì có một vài tên cướp dân làng lại chỗ mình làm phiền á. Mà các bạn cũng biết tính mình rồi, mình hiền cô à. Mấy con nào lại làm phiền mình bắn cho vài mũi tên cho nó chạy thôi, chứ mình không có làm gì nó hết trơn á. Đó, mình đuổi nó nhẹ nhàng tình cảm gì thôi á. Và kết quả cũng biết rồi đó. Bắn cái tên mà đội cái lá cờ trên đầu á là mình sẽ dính cái hiệu ứng điềm xấu ha. Hiệu ứng đó thì nó sẽ dẫn tới một cuộc xâm lược về sau á, nên rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà đã chấp nhận chơi thì không có sợ ha. Cứ xây thôi mà bị cà khịa hoài à, khổ mình ghê. Và công đoạn gần cuối đó chính là mình sẽ trang trí ha. Ở đây thì mình sẽ dùng những cái lửa trại nè để làm cái phần mái hiên cho phía trước trang trại á. Mình thấy dùng cái này nó cũng khá là đẹp á. Và cũng dễ làm nữa. Nó thành thử ra quyết định là dùng cách này để trang trí ha. Vì sao thì mình chỉ cần dẫn bò, cừu, heo, gà vô trong là mình đã hoàn thành cái trang trại rồi. Nói chung thì đây là cái trang trại khởi đầu thôi à. Về sau nếu mà có điều kiện thì mình sẽ nâng lên những cái trang trại kiểu nó hiện đại một xíu á. Xây bằng những vật liệu hiện đại thì chắc nó sẽ đẹp hơn á. Còn cái này thì mình xây cũng hết mức có thể rồi. Quá trình xây dựng thì cũng đã xong rồi. Bây giờ thì mình cùng nhau xem kết quả nha. Và nếu các bạn thấy kết quả ok thì hãy tặng mình một like nha. Mình rất là cảm ơn luôn. Mọi thứ đều đã ok rồi ha. Mình xây xong rồi, trang trí sơ sơ một xíu thôi. Mình còn dự định là sẽ dẫn ngựa về nữa. Nên cái khu vực ở phía bên ngoài này nè là sẽ dành riêng cho những chú ngựa của mình ha. Và phiên bản mới này thì ngựa có thể ăn cà rốt các thứ ha. Nên mình sẽ đi vô nhà lấy cà rốt đi dụ ngựa về thôi.
Hy vọng là trong đàn ngựa đó sẽ có một em chạy thật là nhanh để mình ưu tiên đi khám phá nè. Và cà rốt mình còn không ta? Còn. Mà ít quá à, chắc mình phải nhân giống lên thôi. Mình còn một chút bột xương nè. Nhân giống lên xíu đi ha. Tầm mười mấy củ đi cho chắc. Đó. Gì thì tha hồ mà dụ ngựa vậy luôn. Dụ 2-3 con ngựa vậy ha. Rồi, xong. Giờ thì đi dắt ngựa vậy thôi. Ơ, ta cần phải có cái yên nữa. Cái yên đâu rồi nhờ? Mình có 2 cái yên. Mình có cộng 2 cọng dây luôn. Ô, bây giờ mình lôi con ngựa về. Mình là người chơi hệ cục xúc mà. Dẫn con ngựa về bằng cách nên hô thiện nhất luôn á, nắm cổ lôi về. Như vậy cho nó nhanh. Rồi mình sẽ khoét ở đây 2 lỗ nữa. Để xíu mình đem vô cho dễ á. Tại vì ngựa rất là bự luôn. Hai lỗ. Ủa, 2 ô mới dẫn vô được. Rồi và trước tiên thì lên đây mình sẽ test thử coi em ngựa nào sẽ là em chạy nhanh trước nha. Ở đây còn có lừa nữa nè. À, lừa thì lôi cổ về sau đi. Giờ test trên ngựa trước. Ngựa đốm. Khó tính đây. Coi ai lì hơn. Coi ai khó tính hơn. Mình sẽ cưỡi đến khi nào chịu thì thôi. Nhưng mà em ngựa này hơi ít máu nha. Có 10 máu à. 10 trái tim à. Chịu đi. Hình như sắp chịu rồi. Ôi, trời ơi, cưỡi lâu như vậy mà không chịu. Đó, chịu rồi nè. Rồi, đeo cái yên vô cưỡi thử coi. Mèn đét ơi. Gì, chạy chậm vậy. Em ngựa này đẹp thiệt nhưng mà chạy chậm quá à. Su cà na ghê. Rồi tới ngựa nâu nè. Thử với ngựa nâu coi. Ngựa nâu có vẻ là nhiều máu hơn. Còn tốc độ thì chưa biết, phải cưỡi mới biết được. Rồi, test ngựa nâu luôn. Ngựa nâu thì nhanh hơn ngựa đốm một xíu ha. Hai em mà thấy không em nào chạy nhanh rồi đó. Rồi, giờ tới ngựa hơi đen đen nè. Test thử coi. Ao. Em này khó thế. Chịu đi nào. Thuần phục ngựa, chịu đi nào. Lắc cái gì, chịu đi. Chịu hay không thì nói một tiếng chứ. Đó, chịu rồi nè. Đấy gì dễ thương không. Ồ, em này thì ngang em ngựa nâu à. Nhưng mà được cái nhiều máu ha. Ok. Ở đây vẫn còn một em ngựa nâu tiếp. Thử coi. Tìm ra một em ngựa ưng ý cũng hơi khó nha. Chắc một hồi mình dắt lừa giờ mình cưỡi lừa luôn quá. Thiệt tình á. Chịu đi nào. Rồi chịu nè. Ồ, có vẻ em này là em nhanh nhất từ nãy tới giờ luôn á. Ồ, trên này vẫn còn 2 em ngựa. Ngựa đốm á, trên này có ngựa đốm. Nhiều đốm nè. Thử ngựa nhiều đốm á. Rồi. Vậy, về nhà thôi. Đấy. Về nhà mới nha. Hơi bị đã luôn. Rồi, gào lại. Còn riêng em ngựa mình thì mình sẽ lôi qua sông trước á. Rồi hẳn kiểu như là nhảy vô trong. Mình tin là em ngựa mình có thể nhảy vô trong được. Rồi, yeah. Hôm nay có hơi bị nhiều những em thú cưỡi mới ha. Ba em luôn. Rồi, nhảy vô. Test thử khả năng nhảy luôn nè. Đấy. Nhảy cao liền. Rồi, đây là nhà mới của ba cưng nha. Kiện gom các thứ có đầy đủ rồi đó. Có chỗ uống nước luôn. Thoải mái nha. Vậy là mình đã xong cái trang trại đầu tiên của mình rồi. Nếu sau này mình có điều kiện hơn thì mình sẽ xây trang trại mà theo phong cách hiện đại á. Còn bây giờ mình không có đủ thì mình xây phong cách nửa Tây nửa ta á. Vậy mình thấy cũng đủ để mình nuôi những cái em bò cù ngựa rồi các thứ ha. Ở đây có một cái bác dân làng thương nhân đâu rồi ổng rồi. Đây nè, ổng nè. Khối rêu. Ồ, cái khối rêu này đã lắm.
Đây 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 đây, mình vô trong mình mua, lấy ngọc lục bảo mình mua mới được. Cái khối rêu đó là trong những cái hang động tươi tốt mới có đó, chứ bình thường không có đâu. Đã lắm. Ngọc lục bảo, mình có đúng một viên. Một viên ngọc lục bảo đổi một cục đất hiếm á. Chấp nhận luôn. Đừng có biến mất nha. Có xương, có xương. Còn xương nè. Còn xương nè. Rồi rồi rồi, bác dân làng thương nhân rồi. Con nhỏ đi ra. Con nhỏ đi ra. Rồi bác dân làng đâu? Đây, đổi hai cục luôn, hai cục đất luôn. Lắm. Một giao dịch quá đã. Và cái này nó hay ở một chỗ là mình có thể kiểu như là nhân bản ra những cái khối rêu giống như vậy nè. Để mình vô trong mình lấy bột xương cái đã. Tại vì có bột xương mình mới nhân bản nó lên được. Chắc vô trong nhà mình đi ngủ luôn á. Tại vô quá trời quái rồi. À đây có xương luôn. Đã. Rồi mình sẽ đổi ra bột xương nha. Rồi. Ồ. Cái này chế tạo được thành thảm rêu luôn nè. Mình ví dụ đi. Mình sẽ đặt nó ở bên này chẳng hạn. Nó mình sẽ đặt xuống như vậy ha. Và sau đó mình dùng bột xương lên. Đó. Nó sẽ nhân bản ra rất rất nhiều đất và lâu lâu nó còn có mấy cái cây như vậy nè. Đã lắm. Cái này thì trang trí rất là đẹp luôn. Mình có cây rìu, không biết lấy. À cây rìu lấy được nha. Mấy cái đất này thì tương đối mềm á. Mình dùng tay là mình đập được à. Vậy là sắp tới mình có cái để trang trí thêm rồi. Không cần phải tìm cái hang động mà tươi tốt vẫn có thể kiếm được mấy cái này ha. Hôm nay quả thật là một ngày rất là may mắn luôn. Rồi còn giờ thì mình sẽ trả lại cái lỗ này coi. Cho nó bình thường lại. Làm thí dụ xong cái chỗ đó nó thủng một lỗ to đùng luôn rồi. Mình quên là hồi nãy mình mới giết mấy tên cướp làng á. Thành thử ra mình đang bị dính hiệu ứng điềm xấu nè. Mình mà lủi vô chỗ mấy bác dân làng là báo nữa. Hay là bây giờ mình vô mình kích hoạt cái điềm xấu này lên cái mình chiến đấu ta. Nên không nhờ. Bây giờ mình cũng có cung rồi. Chắc một mình cân được cái bọn cướp dân làng á. Giờ làm liều luôn nha. Mình lên đẳng kích hoạt cái điểm 6 rồi chơi luôn. Sợ gì? Dân chơi nào sợ mưa gơi. Rồi kích hoạt điểm 6 rồi đó. Vô. Đi núp. Dân chơi là không sợ đâu. Mình chỉ núp thôi. Ui, mấy ông sắt mình hoạt động quá hiệu quả luôn nè. Quá trời sắt luôn. Đã ghê, đã ghê. Rồi bọn người thổi còi đi. Lại đây. Kéo hết lại đây. Kéo hết lại đây. Ừ, các ngươi băng qua sông đi, tao bắn các ngươi liền. Băng qua sông nè. Mình đã có cách để khắc chế bọn chúng rồi. Mình xây cái khu vực này quá là tiện lợi luôn á. Mình có thể tận dụng để tiêu diệt cái bọn cướp dân làng này mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn ha. Đấy, cứ ở tầm xa mà bắn thôi. Úi giời ơi. Hợp lý, hợp lý. Rồi, giờ qua đây hốt ngọc lục bảo nè. Chút quay lại chỗ bác dân làng thương nhân coi coi còn không thì mình sẽ mua cái dưa muối biển. Hợp lý. Ôi lần này bọn chúng kéo từ hướng bên kia rồi. Oh no. Sợ quá đi. Ui lần này thì hơi căng nha. Lần này bọn chúng có thể áp sát được mình đó. Nhưng mà mình sẽ không để bọn chúng làm như vậy đâu. Các ngươi không thể áp sát được ta đâu. Rồi, còn tên nào nữa? À, còn một tên, hai tên lận. Hai tên cuối cùng lận hả ta? Sao mình thấy có một vậy? Một tên lần này rồi nè. Còn tên, à đây, hai tên đủ rồi. Tên cầm rìu này, chạy hả? Chạy nè, chạy. Lậm gạo liền. Xong phim. Giờ thì đợi lượt khác thôi. Nó vẫn chưa xuất hiện những cái con quái thú ha. Xuất hiện mấy con quái thú mới sợ. Lần này đi từ hướng nào đây? Ui mới nói. Mà phải giết con quái thú này lẹ. Không là mệt đó. Nó mà áp sát được là nó hút banh cái chỗ farm sắt của mình luôn á.
Nhưng mà hình như bọn chúng lọt vô cái hố sao ơi. Nó lọt hố ơi. Lọt hố đó, lọt hố nè. Đi cướp bóc mà lọt hố hả? Lọt hố thì tiêu diệt luôn. Này thì lọt hố. Địa hình gần nhà mình đâu phải là dễ đi cướp đâu. Lọt hố như chơi đấy. Kìa, lọt ở dưới còn mấy tên nữa cơ. Đã nha, đã nha. Vừa cái bụng lắm. À chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ai cho ngươi chạy? Chạy đường trời. Sự đẹp nó lụm cái yên luôn á. Công nhận cái địa hình chỗ mình khắc chế bọn cướp dân làng ghê. Rồi giờ lên trên lẹ nè. Xôm xôm. Oh no no. Oh no. Ủa bây giờ có mấy bầu thủy rồi. Cắn rồi. Nhưng mà như bọn chúng lại tiếp tục lọt hố hay sao rồi. Bầu thủy đó là có công dụng là hồi máu cho mấy tên này á. Ghê lắm. Mình phải giết bả thôi. Không thể để bả hồi phục cho đồng đội được. Và cứ cho bọn chúng lọt vô cái hố đó đi ha. Cái tội cứ bóc nè. Ui tên này né ghê vậy. Né. Né nè. Né nè. Né nè. Né nè. Sao bắn hụt tên này quá vậy? Ơ kì. Cái gì đây? Bố tay luôn. Rồi giết mấy phù thủy lẹ. Không cho bả hồi phục. Hồi phục nè. Phù thủy nè. Còn hai tên nữa thôi. Cố lên. Đây đây đây. Một tên cầm cung này. Với một tên cầm rìu. Ở trong góc. Là sao? Quét sạch. Quá rã luôn. Rồi. Còn tên nào nữa không? Lần này cướp từ hướng nào đây? Hồi nãy giờ mình vượt qua cũng 4 hay 5 lượt rồi đó. Chắc gần vượt qua cái cuộc xâm lược này rồi. Mình có thể làm được. Ê. Ui lần này nó đừng phá nhà mình nha. Cái nhà của mình. No. Cái nhà của mình. Sao bọn cướp này lao tét quá à. Nãy giờ. Hay là nó trả thù ta. Nó thấy mình giết đồng đội của nó rồi nó trả thù cái ngôi nhà mình. Rồi nó dính trong kia luôn rồi. Ui. Không vui tí tẹo nào luôn á. Đừng nha, đừng manh động nha. Con đó mà đụng ha. Hư một cục lúa của mình thôi là mình lại mình mần thịt nó liền á. Tính mình hơi bị nóng. Tính nóng võ công hơi cao á nha. Con đó nè, bắn luôn. Trời lớn luôn, qua bển mình kiếm nó luôn. Sợ gì. Làm Phật tổ trường sinh trước. Tại cái này nó sẽ giúp mình có thêm một mạng đó. Này thì cướp dân làng nè. Ui nó trời. Nó trời thuốc à. Trời thuốc. Chơi đồ. Chơi nè. Bà phụ thủy chơi cho cắm. Ui nó tới, nó tới, nó tới. Chạy chạy chạy. Kìa chứ chưa, nó phá chưa kìa. Nó phá thiệt. Nó phá cây của mình. Này thì phá làng phá sớm. Phá làng phá sớm. Mình sẽ giết nó luôn. Phá làng phá sớm nè. Con này hư hỏng lắm nha. Đi với bọn cướp dân làng giết là hư hỏng. Rồi. Còn vài tên thôi. Sự nốt mấy tên này là mình đã quét sạch được cái cuộc xâm lược rồi. Bà phù thủy. Bà phải trả giá. Sử bắn. Phù thủy nè. Ôi chưa chiến thắng nữa. Ui vẫn còn cuộc xâm lược kìa. Nhiều vậy. Ui vừa rồi chừng nào mới hết cuộc xâm lược đây. Ui lần này đi từ hướng bên kia. Ừ hướng bên kia thì đỡ. Đừng có đi ngang cái nhà mình là được à. Mình chỉ sợ hút banh cái nhà mình thôi. Đi đường này thì mình không sợ đâu. Ui giết rồi lẹ. Ủa da con này cũng đâu đấy. Ui mấy con kia bắn đúng đầu luôn á. Ui ông làm phép. Làm phép nè. Trời 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 tên pháp sư đó nguy hiểm quá. Wow 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 wow. Ủa con bé này đánh đau quá
Không được rồi. Không ổn thế nào. Không thể để cho nó áp sát được nha. Nó đánh mình kìa. Ghê không? Nó quýnh đau hơn cái con cầm rìu nữa. Còn vét không kịp. Cố lên, cố lên. Mình gán thủ đi, mình nghĩ đây là đợt cuối rồi đó. Mình phải vượt qua cái đợt này thì mới có được thành tựu người hùng của ngôi làng. Cố lên. Trời 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 trời. Hên là nó quýnh mình không kịp. Không là toan mình rồi. Chết đi, bầu thủy không kịp. Vẫn còn kia. Nà đi. Sao cái cuộc xâm lược này dai quá hả? Ui. Cung mình gần hư rồi nè. Wow wow wow, lần này đi từ hướng bên đây hả? Ồ, lần này nó dắt theo hai con quái thú luôn. Đừng nha. Ừ, xuống đây tìm ta đi. Đừng có mà vô làng. Ủa, đừng có lại chỗ cướp dân làng. Ủa, chỗ bác dân làng. Mình lặn, lặn xuống nước, lặn xuống nước. A few moments later. Bây giờ mình chỉ cần giết hai nốt hai con đó là chắc mình sẽ chiến thắng đó. Một tên cuối cùng. Nó đang lạng lách để nó tránh né. Yes. Thắng rồi. Yay. Ồ nhưng mà chưa. Còn hai tên lính. Còn hai tên này. Còn hai con vét. Con vét. Con vét nè. Nó đang chết dần chết mòn vì tên pháp sư đã ra đi rồi á. Này thì vét nè. Yes. Mình đã được thành tựu người hùng của ngôi làng rồi. Trời ơi cái khiên mình. Ủa cây cung mình muốn nát luôn rồi. Khiên cũng vậy luôn. Ghê thiệt. Thôi đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Mà hên là cái ruộng của mình không sao á. Ui có sao no. Mèn đếc ơi. Cái ruộng người ta trồng, người ta gìn giữ biết bao nhiêu ngày rồi. Bọn khốn kiếp này. Lợi phá. Phá gì đâu mà phá dữ không biết nữa. Thì cái tình á. Rồi tới con này nữa. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Bắt chước cái tên kia hay gì? Đi phá làng phá sớm à. Mệt mỏi. Thôi đi ngủ. Nhưng mà chiến này mình lời thiệt. Mình được tới 4 cái vật tổ trường sinh ha. Và được một đống ngọc lục bảo luôn nè. Quá là im luôn. Giờ thì chắc mình sẽ đánh một giấc trước đây. Để cho nó qua nốt đêm nay cái đã. Hôm nay mới xây xong cái trang trại thôi à. Mà tai họa ập tới liên tục luôn. Ừ, cái bé dân làng đó vẫn còn. Ê, con kia. Đừng có gượt dân làng. Bé dân làng bán đồ của tôi mà. Khốn kiếp dám gượt bé dân làng của tôi hả? Đừng sao, tôi cover bác rồi, tôi bảo vệ bác rồi. Bác bán đồ tiếp đi. Mình sẽ mua dưa muối biển á. Để mình trồng. Mua hết luôn. Mua được 5 cái dưa muối biển. Không biết cái này trồng bình thường nó có nhân giống ra được không nữa. Nhưng mà trang trí ở dưới cái hồ này là nó sẽ phát sáng đẹp lắm. Đó. Gắn như này ha. Vậy là quá là đẹp rồi. Ủa Enderman. Trời 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 Enderman đi lung ta lung tung vậy. Nhìn vô Enderman để kiếm ngọc Ender nè. Ây da. Bể khiên coi. Ủa. Ba mắt luôn. Quá là nhiều. Một anh Enderman mà cho mình tới ba mắt lận. Hơi bị nhiều luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ để mình đi lòng vòng mình khám phá một tí coi. Sớm giờ ở nhà cũng bức rứt quá. Đi tò mò khám phá một xíu ha. Hiện tại mình đang ở một nơi rất là cao luôn. Trên một cái núi gỗ. Cái này là gỗ sim gai ha. Đây là tầng thứ 177. Oh my god. Quá trời quá đất nó cao rồi. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nó hơi mạo hiểm một xíu ha. Các bạn thấy cái ô nước đó không? Đó 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 cái ô nước đó đó. Trò chơi này mình chỉ làm đúng một lần thôi nha. Chơi nha chơi nha. Trò này hơi nguy hiểm một xíu nhưng mà mình là người chơi hệ liều lĩnh mà. Sợ gì? Xuống luôn. Oh my god, oh my god. Oh my god.
Ui, hên đó nha. Trời, không là Anseri rồi. Nếu mà nhảy hụt một ô thôi là Anseri luôn đó. Không sao, không sao. Rồi, và mình đã đi vào cái khu rừng kiểu như là gỗ. Gỗ đây là gỗ sồi sẫm á. Và nó có một vài cái cây cây nấm nè, cây nấm đỏ. Mình chặt, mình kiếm cái nấm ha. Đó, quá trời nấm nè. Mang về ha. Vừa có thể làm thức ăn mà vừa có thể làm cái cái gì ta, giống như là hộp giống nấm vậy đó. Mình gọi hộp giống không biết có đúng hay không nữa, nhưng mà cái này mình có thể nhân giống nấm lên được á. Nên mình sẽ lấy nhiều nhiều một xíu về ha. Rồi, ngoài ra trong cánh rừng này còn cái gì không? Có nấm nâu nữa nè. Lấy nấm nâu luôn. Rồi, mỗi thứ mình sẽ lấy một chút. Giờ thì tiếp tục đi khám phá thôi. Ủa? Ủa con bò, trời, mình tưởng đâu cướp dân làng nữa. Quýnh cướp dân làng ghét bị nhiễm luôn rồi. Đi đâu cũng hình dung ra cướp dân làng hết. Sợ thiệt. Ủa con gà hả? Tưởng đâu chó sói chứ. Ý? Trời ơi, bác dân làng đần mà bị biến thành zombie nè. Hết cứu bác được rồi. Bác bị đần mà còn bác còn biến thành zombie nữa thì thôi, chịu. Tại vì mình cứu xong mình cũng không có dạy nghề được á. Thua rồi, bác đó là thua rồi đó. Wow, ở đây cái gì đây? Nhìn cái này mình mới nhớ. Bây giờ mình cần tìm một cái khe nứt ha. Tại vì nhiều khi á, những cái khe nứt nó lại dẫn tới mấy cái hang động tươi tốt luôn thì sao? Như vậy là một công đôi chuyện á. Để mình thử mình đi khám phá xung quanh đây coi có cái khe nứt nào không. Ước gì gặp được cái khe nứt ở đây là tuyệt vời luôn á trời. Phía xa xa là cánh rừng. Không, vùng đất chứ. Đó là vùng đất gỗ sim gai. Ê, ô, mình phát hiện rồi. Đây rồi. Hình như đây là thạch nhũ nè. Cúp. Khối thạch nhũ nhọn. Đã nha, mình tìm được thạch nhũ rồi. Yes, tuyệt vời, có cả đồng nữa nè. Hợp lý, đồng ví dụ mình dùng gia tài thì sao? Bây giờ mình sẽ thử dùng cúp gia tài mình đào đồng coi nó có nhiều hơn không nha. Wow, dùng gia tài đào được nhiều lắm. Có gia tài đào đồng đã lắm luôn. Ủa gì được rồi, sắp tới mình có cái để mình farm đồng rồi. Nè, mình đào mới có mấy quặng à. Mà gần được 2 stack rồi. Quá tuyệt. Rồi lụm. Quét sạch đồng luôn. Không chừa một miếng đồng nào khúc này luôn. Giờ cúp mình hiệu suất. Cái này chưa có hiệu suất hay sao á. Hàng gì đào chậm quá trời quá đất. Không sao. Về nhà mình cường hóa nó lên cái là được chứ gì. Có ở đâu mà căng. Rồi. Trời, cái này sao nhiều đồng ấy. Cái này là cái quặng đồng siêu to khổng lồ hay sao á. Để mình đào hết cái này coi được tầm 6-7 stack không nha. Mình đoán là cũng cỡ 6-7 stack á, chứ không ít đâu. Nhiều quá trời mà. Và cái hang thạch nhũ này hơi bị bự luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 stack. Wow. Rồi, giờ thì đào thêm mấy cái khối thạch nhũ này về. Yes, sướng kìa. Cái này trang trí là hơi bị đẹp luôn. Còn mấy cái cục này thì sao? Cục này là cục. À, cái này là mấy khối thạch nhũ. Còn cái này là cái khối thạch nhũ nhọn á, giống như cái. Và cái này thì nhảy lên hình như mất máu á. Đó, thấy chưa? Mất máu. Nên mình phải thật là cẩn thận nha. Rồi, giờ thì lấy thêm mấy cái khối này về. Có gì thì mình sẽ trang trí ha. Không biết trang trí cái gì với những cái khối thạch nhũ này nữa. Nhưng mà nhìn cái này nó cứ bị đẹp á. Không biết sao nữa. Mình thích mấy cái gì mà nhọn gì nè. Nhọn dài á. Quá đẹp luôn. 31 à. Cái này thì có thời gian mình sẽ xuống đây và gom hết á. Làm dấu chỗ này lại là được. Tại vì chỗ này cũng hơi xa nhà mình á. Thôi, rồi thì chắc quay về thôi. Mình không có mang theo giường á nên không dám đi xa đâu. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong được một cái
trang trại đầu tiên của mình á. Và trong tương lai thì có thể mình sẽ nâng cấp thêm vài cái trang trại mà phiên bản khác, kiểu như trang trại hiện đại á. Còn bây giờ thì cứ áp dụng cái trang trại này để chăn nuôi bò cừu các thứ ha. Ngoài ra thì mình còn phát hiện thêm một cái hang động thạch nhũ khá là đẹp luôn, mang về được một chút thạch nhũ nhọn nè. Sắp tới thì mình sẽ tìm cách trang trí với cái này á. Mình thấy cái này nó cũng khá hay để trang trí á. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.